Xét về dự báo năm 2022, ngành điện tiếp tục phải vượt qua các khó khăn, thử thách khi nhu cầu điện tăng trưởng không cao trong khi nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn. Ban lãnh đạo công ty đã đặt kế hoạch lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2021. Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa, mã chứng khoán KHP, đã công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông với kế hoạch tổng doanh thu đạt 4. 664 tỷ đồng tăng 6% so với thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, KHP đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đi lùi giảm 10% xuống 50. 2 tỷ đồng so với thực hiện năm trước. Cũng trong đại hội, công ty dự kiến trình kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5%. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông KHP xét về dự báo năm 2022, ngành điện tiếp tục phải vượt qua các khó khăn, thử thách khi nhu cầu điện tăng trưởng không cao trong khi nguồn năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng lớn. Ban lãnh đạo công ty đã đặt kế hoạch lợi nhuận giảm so với thực hiện năm 2021. Để thực hiện được các chỉ tiêu trong năm 2022, Điện lực Khánh Hòa tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp, đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở, từng bước chuyển đổi công ty thành doanh nghiệp số. Thêm vào đó, KHP chủ trương đẩy nhanh tiến độ các dự án để đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công ty sẽ giảm tổn thất điện năng bằng việc phấn đấu không còn TBA công cộng TTDN trên 3. 7% ở khu vực thành phố và 4,5% tại các khu vực còn lại cũng như không còn xuất tuyến trung áp có TTDN lớn hơn 1. 8% cũng trong đại hội đồng cổ đông, KHP dự trình việc ủy quyền cho tổng giám đốc công ty người đại diện theo pháp luật ký pháp luật mua bán điện với tổng công ty điện lực miền Trung với thời hạn hợp đồng là 5 năm. Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông KHP theo kết quả kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được đại hội đồng cổ đông giao là 50,1 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện lợi nhuận được 56,1 tỷ đồng vượt 12% kế hoạch 2021 tổng doanh thu thực hiện 2021 là 4. 394 tỷ đồng thấp hơn 7% so với kế hoạch và giảm 5% so với thực hiện năm 2020. Với kết quả trên, KHP dự trình đại hội mức cổ tức 2021 là 5% trong đó, bằng tiền mặt 2,5% đã tạm ứng, bằng cổ phiếu 2. 5% từ VDL lưu hành từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2021. Tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 1 lăm Bảo Trang